Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sơ Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XSMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Quay trở lại với mọi người trên video của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ phân tích và chia sẻ gửi đến mọi người hai vị trí đường cầu giải đặc biệt cùng với dàn ba càng để chúng ta lựa chọn và tham khảo chơi trực tiếp dành cho ngày mai là thứ ba của ngày 23 tháng 4. Và trước màn ảnh chúng ta đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, mình sẽ điểm qua một chút. Đầu tiên thì tại vị trí giải đặc biệt ngày hôm nay trả về chúng ta đây là con số 25, nằm ở chạm 2, chạm 5 và tổng 7, ba càng là 525. Và đối với vị trí của cặp số này thì ngày hôm nay ở vị trí của cầu đề mình chia sẻ cho mọi người trên video của buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã chiến thắng được cái vị trí của dàn kết, đúng không ạ? Như chúng ta có thể nhìn thấy đây, cái vị trí công thức của giải 5.1 với vị trí của giải 7.1 và giải 7.2 thì chúng ta cũng đã có được những cái sự kết hợp và trả về chúng ta dàn cực kỳ là ngắn gọn số. Và mình có đưa ra cho mọi người với cái vị trí của dàn 6 số kết. Và 6 số kết ở đây thì chúng ta có thứ nhất là vị trí của cặp 525, cặp 212 và cặp 565. Vậy là những anh em nào mà chơi vị trí cầu đề thì chắc chắn chúng ta đã chiến thắng được vị trí cầu đề kết, đúng không ạ? Đó, thì đây, vị trí của 525 đây và cặp số 252 đây. Và cái vị trí dàn cố định thì chúng ta đã có trên này. Và dàn tối giản hơi bị tiếc một chút ở vị trí ba càng. Mình chia sẻ cho mọi người ngày mai càng đầu 8 thì trả về chúng ta đây đó chính là vị trí của càng đầu 5. Thì nếu mà chúng ta lựa chọn được ba càng nó ok hơn thì chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ có được những cái chiến thắng nó tuyệt vời hơn mọi người nhá. Rồi, thì thống kê thêm cho mọi người một chút đối với bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay để xem có những cái gì đáng chú ý để chúng ta có thể nhận định dành cho ngày mai. Ở vị trí của cái con số hai nháy thì chúng ta có ngày hôm nay là con số 69 vẫn tiếp tục được xuất hiện này. Rồi, cái vị trí của lô hai nháy tiếp theo là con số 93 và con số 95, đúng không ạ? Còn đối với lô kép chúng ta có đây là con số kép 00 này, con số kép 22 này, kép 22-17 vẫn có anh em nhỉ. Rồi, kép chúng ta cũng chỉ dừng lại hai con số này thôi. Và ở vị trí đầu lô tô ngày hôm nay không có đầu nào bị cầm cả. Thì mình sẽ thống kê rằng là xem ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu cặp lô rơi nhé. Xem có bao nhiêu cặp lô rơi để chúng ta có thể là nhận định được. Thứ nhất là cặp 080 này, ngày hôm qua thì mình thống kê cho mọi người đâu đó khoảng độ tầm 10 hay 11 cặp đúng không? Cũng khá là nhiều đấy. 080 này. Rồi 151 này. Rồi cặp kép 2277 này. Quá là kinh khủng rồi anh em ạ. Rồi cặp 232 này. Cặp 252 này. Cặp 262 này, 1 2 3 4 này, làm 6 cặp rồi này. Cặp 343 7 cặp này. Cặp 363 8 cặp này. Cặp 393 9 cặp này. Cặp 484 10 cặp. Cặp 595 11 cặp, vẫn có khá nhiều cho chúng ta ở vị trí của lô rơi. Cũng có tới 11 cặp cơ anh em ạ. Còn đối với lô gan thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu cặp? Thứ nhất là cặp 353 này, biên độ 5 ngày vừa hay xuất hiện này. Xem còn cặp số nào nữa không? Đây. Còn cặp 131 và cặp 121 nữa này. 2-3 cặp. Vậy ngày hôm nay chúng ta có là 3 cặp vị trí của lô gan đã xuất hiện. Cũng khá là nhiều đúng không? Rồi, và thống kê lại cho mọi người một chút như vậy. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục áp dụng cho mình với cái công thức của đường cầu giải 5 với giải 7 để chúng ta sẽ nhận định dành cho ngày mai cầu đề cho thứ ba của ngày 23 tháng 4. Và công thức này thì chúng ta vẫn sẽ có cho mình như sau. Mọi người để ý cho mình sẽ nhắc lại một chút nhé. Để những ai mà anh em mới theo dõi đường cầu này thì anh em có thể là dễ hiểu cho mình như sau. Rồi anh em đợi một chút nhé. Ok. Quay trở lại một chút đối với bảng kết quả mở thưởng ngày 21 để nhận định dành cho ngày 22 đây. Giải 5 chúng ta lấy cho mình là bộ số đầu tiên của giải 5. Thì đây giải 5 này. Bộ số đầu tiên chúng ta sẽ có là 2, 3 và 6. Ở đây chúng ta có 2, có 3 và có 6 đúng không? Kết hợp với giải 7.1 chúng ta lấy cho mình là bộ số đầu tiên là chúng ta có kép 11 thì mình lấy ở đây con số 1. Còn đối với giải 7.2 là bộ bên cạnh thì chúng ta có 5 với 9. Thì đây có 5 với 9 đúng không?
thì khi 2 ở đây kết hợp với 5 ở đây thì hoàn toàn chúng ta trả về được, đó chính là vị trí của con số 25 và 52 dành cho ngày hôm nay. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục áp dụng với vị trí của công thức này, nhận định vào bảng kết quả mở thưởng của ngày 22, tức là ngày buổi tối ngày hôm nay, để nhận định dành cho ngày mai là ngày 23. Về vị trí của tiêu đề thì chúng ta vẫn cần phải nắm rõ cho mình ở đây là cầu đề. Đối với vị trí cầu đề thì chúng ta có cầu đề ngày mai là ngày 23 của tháng 4 năm 2024. Mình sẽ đánh số cho chúng ta, đây là đường cầu thứ nhất nhé. Chúng ta sẽ có cho mình như sau. Vị trí của dải 5.1 chúng ta kết hợp cho mình ở đây là dải 7.1, tức là bộ đầu dải 7, và dải 7.2, tức là bộ 2 của dải 7. Quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ lấy vị trí. Đây là vị trí của dải 5. Bộ số đầu tiên của dải 5 chúng ta sẽ có là 6, 8 và 5. Có 6, có 5 và có 8. Chúng ta kết hợp ở đây là dải 7.1. Đây là vị trí dải 7 này. Bộ đầu tiên của dải 7 chúng ta có hai con số là 8 và 2. Còn đối với bộ bên cạnh là dải 7.2. Dải 7.2 ở đây chúng ta có 9 và 3. Và chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau. Thì ngay bây giờ dàn đặc biệt của chúng ta sẽ có như sau. Sự kết hợp đầu tiên chúng ta có 6 với 8, chúng ta có cặp 6, 8, 6. 6 với 2 chúng ta có cặp 6, 2, 6. 6 với 9 chúng ta có cặp 6, 9, 6. Và 6 với 3 thì chúng ta có cặp 6, 3, 6. Tương tự con số 5 chúng ta có là 5, 8, 5. Chúng ta có 5, 2, 5. Chúng ta có 5, 9, 5. Chúng ta có cặp 5, 3, 5. Và cuối cùng với sự kết hợp của con số 8 sang bên này thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây là con số kép 88, và nhớ cho mình là chúng ta đi con số kép 33 nữa. Chúng ta có cặp 828, chúng ta có cặp 898 và chúng ta có cặp 838. Rồi, đây là dàn đặc biệt đầy đủ nhất để chúng ta có thể là lưu lại cho mình để chúng ta tham khảo dành cho ngày mai nhé. Ok. Tiếp tục với vị trí công thức này thì bây giờ mình sẽ đưa ra cho mọi người, đó chính là vị trí của dàn kết. Dàn kết này thì mình sẽ gửi cho mọi người là dàn 8 số kết. Và mình đã chia sẻ về cái vấn đề về 8 số kết này khá là nhiều rồi đúng không? Là hoàn toàn là chúng ta nhận định trên góc độ của quan điểm cá nhân mình, chứ không phải là mình khẳng định là 8 số này nó sẽ về dành cho ngày mai. Ví dụ như ngày nay cái dàn 6 số kết của chúng ta chiến thắng ấy, thì đó cũng là những cái sự may mắn đó, chứ không phải là ngày nào chúng ta đánh dàn kết nó cũng chiến thắng đâu anh em nhé. Thế nên đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải là chú ý hết sức ở đây, để tránh cái tình trạng mà chúng ta hiểu nhầm và phân bổ vốn nó không được hợp lý. Ok chưa? Rồi thì đối với vị trí của dàn này thì bây giờ thì mình cũng sẽ đưa ra cho chúng ta cái vị trí của dàn về ba càng. Ba càng thì mình sẽ nhận cho mọi người, nhận định cho mọi người là về hệ nhá, để chúng ta có cái hướng nhìn bao quát hơn và chúng ta sẽ chắc chắn hơn. Thì mình sẽ gửi cho mọi người, mình xin lỗi là dàn rút gọn đã, xin lỗi tất cả mọi người nhé. Về vị trí của dàn rút gọn thì mình sẽ đưa ra này. Cặp 686 này. Cặp 636 này. Cặp kép 8833 này. Và vị trí của cặp 828 này. Đây là vị trí của dàn rút gọn 8 số. Theo góc nhìn của quan điểm cá nhân mình. Ok. Rồi, anh em đã lưu lại cho mình được cái vị trí dàn 8 số kết này chưa? Sau khi chúng ta đã lưu lại được rồi thì bây giờ mình sẽ đưa cho mọi người là vị trí của 3 càng. Ngày hôm nay trả về chúng ta là càng 5 này, càng 9 rồi, trả về rồi càng 4.
Rồi thì mình sẽ lấy cho mọi người vị trí của ba càng đầu 1 và vị trí của ba càng đầu 6. Chúng ta lưu lại cho mình cái đầu càng này. Mình thấy là cũng có khá là khả quan để chúng ta lựa chọn dành cho ngày mai nhé. Ok. Thì đây đường cầu thứ nhất. Tiếp tục đến với vị trí đường cầu thứ hai thì mình vẫn sẽ chia sẻ cho mọi người công thức là của giải 4.4, với giải 5.5 và giải 5.6. Thì quay trở lại một chút với bảng kết quả mà thưởng ngày hôm nay. Đây là cầu đề thứ hai dành cho tràng biệt nhé. Chúng ta có cho mình này. Cầu đề ngày mai là ngày 23 của tháng 4. Lấy mình chia sẻ cho mọi người đường cầu 1 rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có là đường cầu 2. Vẫn lấy cho mình này là vị trí của giải 4.4. Chúng ta kết hợp cho mình ở đây là giải 5.5 và giải 5.6. Hai cái vị trí này chúng ta lấy cho mình là hai con số cuối. Thì với vị trí của giải 4 ở đây, bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay chúng ta có bộ 1 giải 4, bộ 2 giải 4, bộ 3 giải 4 và bộ 4 giải 4. Có 9, có 3 và có 5. Có 9 này, 3 này và 5. Kết hợp ở bên này chúng ta có cho mình là giải 5.5. Đây, giải 5 này. Bộ 1, bộ 2, bộ 3, bộ 4, bộ 5, đấy hai con số cuối nhá. Có 5 và 3. Còn 5.6 là bộ bên cạnh, chúng ta cũng lấy cho mình hai con số cuối ở đây thì chúng ta có 3 và 1. Thì đây cũng đã có con 3 rồi, chúng ta lấy thêm con 1 nữa thôi. Và chúng ta kết hợp lại với nhau. Rồi, dàn đặc biệt của chúng ta như sau. Đầu tiên là 9, chúng ta có 959. Tí lưỡng cặp số nào trùng thì mình sẽ loại đi nhé. Tiếp tục là 939. Cặp 919. 3 chúng ta có 353. Kép vào 388 cũng trùng rồi này. Tí mình loại đi này. 313. 5 chúng ta có kép 55 và 00. Cặp 515. Rồi. Và cái chú ý cho mình ở đây là chú ý đề kép. Cái vị trí đề kép này thì chúng ta phải chú ý cho mình là từ 00 cho đến 99 nhá. Chứ không phải là chú ý đề kép là đọc hai cái cặp số này đâu. Thì nó trùng ở đường cầu bên kia là những con số nào? Chúng ta có 595 chúng ta cần loại đi này. 353 và kép 3388 này. Rồi. Thì chạm đề. Chạm đề cứng thì mình cũng có thể đưa ra cho mọi người ngay được. Ở đây, chạm đề cứng đó chính là vị trí của chạm 38 nhé. Mình gửi cho mọi người chạm đề cứng 38. Ba càng thì chúng ta vẫn có như vậy thôi. Ba càng thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây là đầu 1 và đầu 6. Ok. Và vừa qua thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người đầy đủ về hai hướng đường cầu đặc biệt để chúng ta có thể lựa chọn và tham khảo chơi trực tiếp dành cho ngày mai. Là thứ ba của ngày 23 tháng 4. Anh em nào mà anh em đang thực sự xa bờ, anh em đang thua rất là nhiều, mọi người chưa biết cách vào bờ như thế nào, hay là anh em đang loạn số với những cái con số và những cái đường cầu mà anh em lựa chọn ở mỗi ngày chơi, đặc biệt là những ngày chơi tiếp theo. Bởi vì nếu mà chúng ta vẫn có đâu đó những cái thiên hướng, có nghĩa là đánh ngày hôm nay chúng ta biết ngày hôm nay và đánh ngày mai chúng ta biết ngày mai, thì với cái cách quay hổ anh đồng như này thì chúng ta vào bờ, mình thấy là vào bờ cực kỳ là khó. Đấy là theo góc độ của quan điểm cá nhân mình. Thì những anh em nào mà anh em thực sự là cần sự hỗ trợ và đang xa bờ rất chi là nhiều, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp. Nhớ cho mình này, là anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình có ghim ở góc trái trên đỉnh theo cái hướng mà mọi người nhìn màn hình. Đó chính là số 0879 738 và 653. Mình sẽ đọc lại cho anh em số điện thoại để anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cho mình một lần nữa, là qua số 0879 738 và 653. Và mình chỉ dùng số điện thoại. Thế nên là anh em nào cần hỗ trợ thì anh em nhắn tin trực tiếp qua cho mình. Anh em có thể là gọi điện cũng hoàn toàn đều được mọi người nhé. Và thời lượng của video thì cũng như ngày, thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Chúc tất cả mọi người buổi tối ngày hôm nay theo dõi video thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người là ngày mai chiến thắng rực rỡ với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn, hay tất cả những con số mà mình đưa ra cũng vậy. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người trên video của buổi tối ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.